Bây giờ quý vị thấy tất cả các đài của Mỹ ngày nào từ đài những cái đài mà ngày xưa chỉ trích tổng thống Trump rồi nói xấu ông Trump, những đài đó bây giờ hôm nay lại tốt, nói tốt là ông Trump rồi nói xấu là ông Biden. Tức là mỗi ngày dân Mỹ là thấy ông Biden là giống như bị chọc quê mỗi ngày vậy đó, thì nước tự do vậy đó, tổng thống giống như một người thường thôi, dân có ý kiến gì cứ việc nói thoải mái, không phải như nước của mình bên kia. Trump sẽ trở lại, Đảng Cộng Hòa sẽ trở lại, thì đúng như lời Kiệt đã nói trước, cái ngày mà quý vị không biết nhớ lúc mà ngày mà năm 2020 á, ngày mà ông Trump bị cướp ngôi á, bị ăn gian lá phiếu, thì Kiệt cũng có nói là ông Biden này sẽ không quá 2 nhiệm kỳ. Nhưng mà những đó không biết có ai theo dõi từ xưa thì sẽ nhớ, thì coi lại mấy clip cũ, sẽ có 2 người phụ nữ sẽ bị hạch tội đàn hạch á. Thì hôm nay câu chuyện đó quý vị thấy nó giống không? Gã dân Mỹ bây giờ muốn lôi động Biden xuống, bữa nay mới ngày hôm qua ổng bị Covid ổng bị Covid mà hay là ông trúng gió nữa đường, thì sao, thì một bà phụ nữ lên, bà phụ nữ kia lên, thì cả nước Mỹ này do quân đội nó dễ nó phục, cộng thêm bà Harry bữa giờ cũng sắp lên vàng lá bị những cái tội. Đó là mình nói về nước Mỹ sẽ sao.